Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của cửa hàng Giang Kiều. Số điện thoại bên em là 0343 86 8186 và 098 618 3445. Địa chỉ nằm gần Ủy ban Nhân dân xã Cư Huê, ca Đắk Lắk. Mọi người ai mà ở gần cửa hàng thì có thể đến trực tiếp để mình có thể xem máy trực tiếp và lựa được những con máy phù hợp với lại nhu cầu của mình nha mọi người. Bên em thì bán chuyên vào những dòng máy cưa, máy cắt cỏ IT nha. Đặc biệt là mấy cái con máy cưa hàng máy cưa Estin hàng bãi mọi người, thì chất lượng nó rất là tốt và giá tiền nó cũng hợp lý nha. Mọi người mua về xài đánh giá rất là bền nha mọi người. Rồi thì đầu video em cảm ơn những anh em đã tin tưởng vào một cửa hàng nha, cũng như là những anh em đã luôn theo dõi kênh YouTube cửa hàng Giang Kiều. Thì bên em bán hàng là có nhận ship COD toàn quốc nha mọi người. Đến nơi thì mọi người có thể khui hàng ra, kiểm tra đúng con máy hoạt động ok hết rồi mình mới thanh toán tiền cho shipper nha. Rồi, trước khi mà em gửi hàng đi thì khi nào cũng có quay lại với video để em test nổ test nhớt con máy, đảm bảo con máy của mình hoạt động chân chu hết trước khi mà em đóng hàng em gửi đi cho mọi người. Rồi, mọi người lưu ý là bên em bán hàng là có nhận cọc nha. Rồi, mọi người chốt máy thì bên em sẽ nhận 200.000 tiền cọc nha mọi người. Rồi, giá máy thì em có báo công khai từng con luôn nha. Giá thì em báo là đã bao gồm cả phí vận chuyển và khi đi tặng cho mọi người một cái tiếp mở buri, một cái dũa và một cái túi vít chỉnh nha mọi người, ba món phụ kiện để đi kèm với lại cái con máy cưa của mình. Rồi mấy cái dòng hai thì này thì nó dùng nhiên liệu là xăng pha nhớt đó mọi người. Thì đây là mấy cái dòng nhớt bên cửa hàng đang bán ra. Thì mấy cái dòng hai thì này nó rất là chú trọng vào cái nhớt để pha với xăng sử dụng nha. Nếu mà mọi người sử dụng cái nhớt trôi nổi hoặc là kém chất lượng á thì rất là dễ hư con máy của mình. Thì chai này giá 80 nha mọi người, 80.000, chai này giá 90.000. Còn anh em mà mình ân cái con máy mình hơn, ân bảo vệ con máy mình hơn á thì mình dùng chai này nha, chất lượng nó rất là tốt cho máy luôn. Hôm nay em lên cho mọi người bốn con máy cưa nha. Thì có dòng gia đình và đi khai thác luôn nha mọi người. Con số 1 của mọi người, con này là Komatsu G3500EZ nha. Cái dòng này là cái dòng cưa Nhật bãi nha mọi người, Nhật nguyên rin hết luôn. Máy móc thì còn đẹp, đỏ tươi nha. Này thì nó có cái giật trợ lực nha mọi người, chúng mình khởi động nó rất là dễ dàng. Công suất nó thì khoảng 35cc. Mọi người mua về để mình đi cắt cây, cắt cành ở trong vườn thì các thứ, cái này con này vô tư rồi nha. Đặc biệt là cái dòng Nhật thì nó rất là bền và tiết kiệm xăng nha mọi người. Nắp đen là nắp đổ nhiên liệu nha, nắp xám là nhớt vô trơn 5 xích nha. Rồi công tắc nha mọi người, lên là mở xuống là tắt nè. E tự động luôn nha. Đó. Đó, E tự động luôn, có bú âm xăng cho mọi người luôn. Đây, con máy còn rất là đẹp nha mọi người, bô nè. Này thì trọng lượng nó 5kg nha mọi người. Lam, cây lam mặt cắt còn dài 35 nha, chạy xích chuột còn khá là dài nha mọi người. Cái này sợi xích chuột thì này dài phải còn khoảng 60-70% á. Con máy đỏ tươi cực kỳ đẹp luôn. Rồi em test nổ con máy luôn mọi người. Con số 1 thì mức giá của nó là 29 nha mọi người, bao phí vận chuyển đầy đủ cho mọi người luôn. Komatsu. Con số 2 nha, con này là con Estin 020 nha mọi người. Này công suất con này năm sản xuất là năm 2000 nha. Nòng nó 40 ly mọi người, công suất cũng khoảng 40cc luôn. Mình mua về để mình đi ghi khai thác tầm trung vẫn được luôn nha. Cái con dòng này nó xài nó cực kỳ bền mọi người. Đây, Made in Germany nè. Con này là lóc nhôm luôn nha mọi người. Lóc nhôm nè. Còn trắng tươi đẹp. Con máy cũng còn khá là xuất sắc nha mọi người. Đó. Đó, con máy nè.
Này thì cây lam mà cắt còn khoảng 35 nha. Thì khi đi em cắt cho mọi người sở thích mới vô luôn. Về là mọi người chỉ việc sử dụng, không cần phải lo lắng về vấn đề xích đồ nữa nha. Cây lam còn rất là đẹp mọi người. Đó, làng em. Rồi, em test nổ con máy nha mọi người. À, con số 2 này thì mức giá là 3 triệu 3 nha, 3 triệu 3 sợi xích mới đây cho mọi người luôn nha. Hãy tin không hay không, mua mình mua về mình đi khai thác tầm trung là vô tư mọi người. Rồi con số 3 nha, con này là ST024AB mọi người, dòng này thì công suất nó là 42cc nha. ST024AB con này thì hàng thì bao cho mọi người là hàng nguyên rinh chuẩn Đức luôn rồi. Cây lam mà cắt còn 35 nha, xích thì chạy xích chân 35 nha mọi người. Đó, xe xích này thì còn khoảng cỡ 60% nha. Máy thì nó chỉ bị cắn nhẹ ở đây nha mọi người. Cái này thì cái vỏ nó cũng không ảnh hưởng tới máy nha. Máy móc thì bao cho mọi người là em kiểm tra ngon lành hết. Rồi, cái ốp lam thì nó hơi bị xước sơ một xíu nha. Này cái này thì cái phần sơn ngoài cho mọi người không ảnh hưởng gì đâu. Rồi, cái lắp của máy cho mọi người. Đó, mặt tiền cực kỳ đẹp nha. Đó, bô bọng các thứ nè. Con máy thì bao cho mọi người là hàng nhập trực tiếp từ bãi về nha, chưa qua người Việt Nam sử dụng luôn. Máy móc còn nguyên. Trái đồ đẹp hết nha. Nòng đồ chưa bung chưa gì, máy còn nguyên xi cho mọi người. Rồi em test nổ con máy luôn mọi người. Con số 3 nha, con này thì công suất nó là nhầm con số 3 thì giá tiền nó là 5 triệu 2 nha mọi người, 5 triệu 2 3 phí vận chuyển đầy đủ cho mình nha. Anh em mà mình làm á thì mình lựa những con này thì nó sẽ rẻ được vài trăm nghìn so với lại cái con mà cái loại nó mới hơn nha. Nhưng mà cái em cam đoan là về cái phần chất lượng máy và các thứ thì nó vẫn còn rất là đẹp luôn. Này thì do nhiều con hàng bãi về nó nằm nó đè lên nhau nó bị cắn mót rồi mọi người. Nó thì cái đó thì cũng không thể tránh được. Rồi, con số 4 nha mọi người. Estin MS240 nha. Cái dòng này là dòng 240 nha. Công suất 42cc. Sản xuất năm 2007 nha mọi người. Đó, hàng Nhật bãi có dán thêm Nhật luôn nha. Con máy thì siêu đẹp luôn mọi người. Con máy đẹp như con máy thùng luôn. Có xả áp cho mọi người giật nó nhẹ nhàng hơn nè. Mọi người nhìn cái nắp xăng nắp nhớt rin mà nó còn cực kỳ mới nha. Con máy này đúng siêu đẹp luôn mọi người. Đây. Đó. Máy sáng tươi nha. Đây. Cực kỳ đẹp luôn cho mình. Con này thì nó như máy thùng mọi người. Cây lam thì mặt cắt còn 40 mọi người. Xích chạy chân 325 là xích dày như xích mới luôn nha. Xích dày như chưa xài luôn mọi người. Máy cực kỳ đẹp luôn. Con này thì anh em mình mua về để mình đi khai thác hoặc là mình trưng cũng được nha. Rồi em test nổ con 240 này luôn nha mọi người.
con máy số 4 nha, ATIN MS240. Con này thì giá nó là 5 triệu 7 nha mọi người. Con máy thì siêu đẹp cho mọi người luôn rồi. Máy đẹp như máy thùng luôn nha. Đó. Rồi, thì hôm nay em lên cho mọi người 4 con máy cửa. Anh em mà ưng cái dòng nào thì cứ liên hệ qua hai số điện thoại trái màn hình nha. Thì cả số em đều có sử dụng Zalo hết. Rồi nếu mà mọi người thích video thì cho xin một nút like, một nút đăng ký nha mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi.